Các thành viên Nguyễn Xuân Việt Cường, Dương Quang Khải, Nguyễn Thị Linh xin trình bày về một công cụ kiểm thử khả năng tiếp cận, đó chính là Accessibility Developer Tools. Phần trình bày của nhóm 1 sẽ bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất, Accessibility Testing là gì? Phần thứ hai, tại sao cần Accessibility Testing? Phần thứ ba, giới thiệu Accessibility Developer Tools. Và phần cuối cùng là cài đặt và áp dụng thực tế. Đến với phần đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu Accessibility Testing là gì. Thứ nhất, đây là một tập con của Usability Testing, được thực hiện để chắc chắn rằng ứng dụng được kiểm thử hữu dụng với người khuyết tật, ví dụ như người khiếm thính, khiếm thị, người già và nhóm những người thiệt thòi trong cuộc sống. Thứ hai là nhóm người gặp thiệt thòi trong cuộc sống sử dụng công nghệ hỗ trợ nhằm giúp đỡ họ vận hành các sản phẩm phần mềm, ví dụ như là phần mềm nhận dạng giọng nói, nó sẽ chuyển đổi từ giọng nói sang văn bản, đóng vai trò như một đầu vào của máy tính. Thứ hai là phần mềm đọc màn hình, được sử dụng để đọc văn bản hiển thị trên màn hình. Thứ ba là phần mềm mở rộng màn hình, dùng để phóng to màn hình giúp người đọc khiếm thị dễ đọc, và nhiều phần mềm khác. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao cần Accessibility Testing. Đầu tiên thì lý do mà để cần Accessibility Testing gồm 3 lý do. Thứ nhất đó là tiếp cận thị trường người khuyết tật. Theo thống kê, khoảng 20% dân số là người khuyết tật. Thứ hai là cứ 2 người trên 65 tuổi thì có một người suy giảm chức năng. Lý do thứ hai là tuân thủ luật pháp về khả năng tiếp cận. Và lý do cuối cùng là tránh các vụ kiện ngoài ý muốn. Và nhiều công ty thì đã bị kiện vì sản phẩm của họ không thân thiện với người khuyết tật. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu cài đặt và áp dụng thực tế với Accessibility Developer Tools. Về Accessibility Developer Tools thì đây là một thư viện dùng để kiểm tra Accessibility. Thứ hai là thành phần chính bao gồm là một tập hợp các quy tắc để kiểm tra vấn đề về Accessibility phổ biến, API để chạy các quy tắc này. Về tính năng và đặc điểm thì bao gồm 4 phần, đó là thứ nhất, debugging existing accessibility. Thứ hai là focus and visibility. Thứ ba là color contrast. Thứ tư là ARAI roles and attribute validation. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần cài đặt và áp dụng thực tế. Phần cài đặt Accessibility Developer Tools thì đây là một công cụ dành cho Google Chrome. Vì vậy để cài đặt, chúng ta sẽ vào Google Chrome, sau đấy vào cửa hàng Chrome trực tuyến và tìm. Tại đây chúng ta sẽ ấn thêm vào Chrome, add extension. Sau khi đặt xong thì công cụ sẽ được hiển thị ở đây. Chúng ta sẽ áp dụng công cụ kiểm thử và thực tế. Ở đây chúng tôi sẽ chọn trang web hocliệu.sachmem.vn để kiểm thử. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào Developer Tools. Tại phần Audit chúng ta sẽ xét lại các thông số, như ở phần Device chúng ta chọn Desktop, phần Audit chúng ta chọn kiểm thử Accessibility, phần Totaling thì phần này sẽ không liên quan đến điểm Accessibility Testing, vì thế chúng ta sẽ chọn bất cứ cái nào. Ở đây tôi sẽ chọn cái đầu tiên. Phần Clear Storage sẽ cho phép bạn xóa tất cả các bộ nhớ trước khi tải lại trang, hoặc bảo toàn bộ nhớ giữa các lần tải trang. Sau đây chúng ta chọn Run Audit. Tại đây điểm Accessibility là 81. Và ở đây chúng ta sẽ thấy các cảnh báo được hiển thị, ví dụ như phần Contrast là background and foreground là không có đủ độ tương phản. Tôi sẽ click vào để xem thông tin chi tiết. Thì ở đây sẽ ghi là nếu mà contrast mà ít thì rất khó cho nhiều người sử dụng. Và để kiểm tra rõ hơn nó bị cảnh báo phần nào thì chúng ta sẽ click vào đây. Thì chúng ta sẽ biết là phần đăng nhập ở đây đang bị cảnh báo là chưa phù hợp. Sau đây chúng ta sẽ quay lại. Đây,
phần ở dưới này. Tương tự như vậy thì ở đây cũng báo là đường dẫn không được đặt tên một cách cụ thể. Và để có thể nâng và để có thể sửa và nâng cao điểm accessibility, chúng ta sẽ chọn Learn More. Tại đây thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là cách mà họ suggest chúng ta sửa được những cảnh báo ấy. Chúng ta sẽ đến với phần Test Accessibility của phần đăng nhập. Và cũng tương tự như các lần trước thì chúng ta sẽ check. Tại thì điểm Accessibility chỉ đạt 56, bởi vì các vấn đề như sau. Thứ nhất là vấn đề phần Contrast, là Background and Foreground have not success contrast. Thứ hai là frame thì chưa có title. Thứ ba là thuộc tính image thì không có RGB or ALT. Thứ tư là đường dẫn thì sẽ không được đặt tên một cách rõ ràng. Thứ năm đó chính là HTTP thì sẽ không có thuộc tính nào làm. Còn tại đây những thư mục đã pass thì cũng có những phần sau. Và đây là những thứ hai không được check, không được kiểm tra. Và cuối cùng là các thông tin resolant test. Và sau đây chúng ta sẽ đăng nhập vào test ở bên trong. Tại đây thì tiếp tục chúng tôi sẽ test về phần hiển thị các tài liệu để xem có thân thiện với người dùng là học sinh hay không. Chúng tôi sẽ chọn một tài liệu ngẫu nhiên và sau đấy tạo một test mới. Vẫn với các thông số như vậy, chúng sẽ run all this. Thì điểm accessibility ở đây là 63%. Các lỗi vẫn còn tồn tại, tuy nhiên thì dựa vào những thông báo ở đây và những gợi ý để sửa chữa thì chúng ta có thể nâng cấp và phát triển trang web tiếp để sao cho là nó sẽ dễ tiếp cận hơn với người dùng. Và bài trình bày của chúng tôi